Cầm cuốc đuổi người. Hôm nay chẳng có con rắn nào nhỉ? Thế thì tốt đấy. Muốn sống thì đừng để ta thấy được. Lũ rắn gớm ghiếc. Lão Hà Phì khôn kiếp, mày đã giết cả gia đình và đồng bọn của ta. Mày nhất định phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng mình phải làm cách nào để tiếp cận hắn một cách an toàn đây? Trùng lão ta hung hãn đến thế kia kìa. Không khéo chưa kịp trả thù thì mình lại bỏ mạng dưới tay hắn mất. Cái quái quỷ gì đây? Lại con rắn à? Ta sẽ giết sạch không để một con rắn nào trong vườn của ta cả. Ôi trời ơi, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của mình sao? Không, mình còn chưa báo được thù cơ mà. Chạy nhanh thôi, thật là xui xẻo. Còn gấu ngốc nghếch, chủ người té chưa đủ đau đớn sao? Ấy thế mà mi còn định đạp đến đầu ta. Đồ rùa trâu bẩn thỉu, ta nhất định phải tiêu diệt được mi. Ông chủ rất tốt với ta và ta rất thương ông chủ, vì thế ta phải giữ gìn môi trường sống sạch sẽ nhất cho ông chủ. Bảo vệ ông chủ là nhiệm vụ thiêng liêng đối với ta. Ừ trời đã, thì ra tên gấu đó đang đuổi bắt một con ruồi. Vậy mà mình cứ tưởng còn lâu mi mới chạm được ta nha. Đầu gấu nâu ngốc nghếch. Hãy đợi đấy, con ruồi trâu đáng ghét. Chủ nhân cứ yên tâm ngủ, mọi thứ cứ để gấu nâu lo. Hôm nay ta nhất định phải trả thù cho gia đình và bạn bè của ta. Đề nghị trật tự nào, chủ nhân của ta đang say giấc nồng đấy nha. Thời cơ đã tới, tổng tiến công thôi. Bây giờ mình phải làm gì đây nhỉ? Nếu ra tay, hắn sẽ bực dậy, mình sẽ bị gấu quật chết. Phải tìm cách nào trả thù được, nhưng bản thân vô sự. Cứ ở mãi trong này cũng không phải là cách. Hay là làm liều một phen nhỉ? Kết cục tệ nhất là mình và hắn đều chết. Như vậy mình cũng đã trả được thù cho gia đình và đồng đội. Nếu thế thì lại quá nhẹ nhàng cho hắn. Không được, mình phải sống và hắn phải chết. Nhưng phải làm gì với con gấu to xác này đây chứ? Hắn sẽ quật chết mình mất. Con ruồi bẩn thỉu bị chán sống rồi ư? Dám đậu lên gương mặt quý giá của chủ nhân ta. Con ruồi chết tiệt, mi thật lì lợm, có đi ra chỗ khác không thì bảo. Không đấy, tại sao ta phải nghe lời mi chứ? Một chỗ nghỉ ngơi êm ái thế này cơ mà. Nhưng đây là mặt của chủ nhân ta, ta rất yêu quý chủ nhân ta, mi có biết không? Không đấy, chủ nhân của mi chứ có phải chủ nhân của ta đâu. Ta muốn làm gì thì làm, đó là việc của ta. Mi thật láo tét, ta cho mi cơ hội một lần nữa. Mi hãy bay ra khỏi mặt của chủ nhân ta trước khi quá muộn đấy. Một khi ta đã ra tay thì mi sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Thế thì đã sao nào, ta sợ mi chắc. Ta thích thì ta đậu đấy, mi làm gì được ta nào. Gã ruồi trâu mạnh bạo thế nhỉ? Hay là nhân tiện lúc này mình cắn chết kẻ thù đáng ghét này đi. Nhưng tên gấu nâu sẽ phát hiện ra ngay. Thật là khó quá. Mày quả thật là chán sống rồi đấy. Thôi được, ta sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. Ôi trời ơi, em sợ anh gấu quá đi mất. Em phải bay lên để bớt sợ mới được. Giờ thì em bớt sợ rồi nè. Em lại đậu tiếp lên mặt chủ nhân của anh đây. Đã thế, ta sẽ cho người biết tay. Hãy xem sự lợi hại của dũng sĩ diệt ruồi trâu là ta gấu nâu đây. Đúng là gấu nâu ngốc nghếch. Giờ thì mi hãy xem chủ nhân của ngươi thế nào kia kìa. Gấu nâu ơi là gấu nâu, ta còn đang đau đầu tính cách nào để tiện cả đôi đường. Vậy mà mi đã giúp ta. Hà Vây à, cuối cùng thì ngươi cũng nhận phải quả báo. Ai chà chà, con gấu ấy nó chuẩn bị chạy đến, mình phải chuồn ngay thôi. Ôi, chủ nhân, ông làm sao thế này? Cứu ơi. Thế nên, đôi khi, trong một số trường hợp, người bạn ngu ngốc bên cạnh bạn
lại đáng sợ hơn cả kẻ thù thông minh là vì lẽ đó. Ăn thịt vịt đâu có dễ. Đói thế không biết, từ sáng tới giờ không thấy con mồi nào là sao nhỉ? Ôi, con mồi kia rồi. Thôi chào heo nhé, mình về đây. Ê, hôm nay vui quá, vịt con về cẩn thận nha. Đứng lại, bữa tối đây rồi, vừa có heo vừa có vịt, thật là thịnh soạn. Trời, làm thế nào bây giờ? Ngoan ngoãn đập bạn cho ta chứ còn làm thế nào nữa. Chạy đi vịt con ơi, mình cũng muốn chạy lắm nhưng... Ất con, chạy đâu cho thoát chứ. Ôi, đau quá. Chà, ăn con nào trước bây giờ nhỉ? Con nào trông cũng ngon mắt cả. Ông sói ơi, tha cho cháu, ông đừng ăn thịt cháu mà. Đừng có mà nằm mơ, mày to và béo hơn, tao sẽ ăn thịt mày trước. Khoan đã. Sao, thương bạn nên muốn hy sinh trước à? Cháu nghe nói ông là loài vật khỏe nhất trong rừng, với bộ răng vô cùng sắc bén. Vì thế được ông ăn thịt cũng là một vinh dự của cháu. Được, con vịt này có hiểu biết. Nhưng mà mày có khen thế chứ khen nữa tao cũng không tha đâu. Không, cháu có xin tha đâu. Có điều cháu thấy da của con heo vừa dày vừa khó nhai, nếu ăn vào chắc chắn sẽ làm mòn bộ răng của ông. Vì thế ông hãy ăn thịt cháu trước, còn mang con heo về nhà đun lên cho mềm, đỡ hại răng của ông ạ. À, đun lên cho mềm ư? Đúng thế, như vậy thịt sẽ ngon hơn và ông ăn cũng dễ hơn ạ. Mì nói cũng có lý, vậy thì tao sẽ ăn thịt mày trước. Kìa ông, lại còn chuyện gì nữa? Được làm bữa tối cho ông cháu rất vinh dự, nhưng người cháu mấy hôm nay không có tắm, đầy bùn đất và bẩn thỉu lắm, ông ăn vào nhớ đau bụng đấy. Ông hãy cho cháu ra bờ sông kia tắm cho sạch để ông ăn cho ngon miệng hơn, có được không ạ? À? Sao mày lắm chuyện vậy? Cháu chỉ muốn tốt cho ông thôi mà. Thôi được, tao sẽ đưa mày ra sông tắm, tao cũng không muốn bị đau bụng đâu. Ông nghĩ thế là phải đấy ạ. À, đi thôi ông. Đi thôi. Ông chờ cháu một lát nhé, cháu tắm một tí là xong ngay ấy mà. Nhanh lên, ta đói lắm rồi. Kìa, sao lại bơi sang đây? Đồ sói già độc ác và ngu ngốc, ngươi đã bị lừa rồi. Ngươi sẽ không ăn thịt được ai trong số hai chúng ta đâu. Cái gì? Bị lừa? Hả? Con heo trốn đi từ lúc nào rồi? Trời ơi, sao ta lại thua trí một đứa ớt con vậy? Ngu ơi là ngu. Phải biết mình là ai. Nặng quá, hay là chúng ta ngồi nghỉ một tí rồi hẳn về. Ý hay đấy. Phải đi qua cánh rừng này thì chúng ta mới đến được nhà phú ông. Mà không hiểu sao phú ông lại đi mua chiếc gương không thật mặt thế này cơ chứ. Thì đây là chiếc gương có một không hai mà, soi vào mọi thứ đều to ra gấp mấy trăm lần. Phú ông luôn thích khoe mẽ khác người mà. Cái gì mà to thế này nhỉ? Trông như là hồ nước vậy. Trời, đây là mình sao? Hóa ra mình to lớn oai phong như vậy. Ôi, thế mà từ trước giờ mình không nhận ra. Có khi còn to khỏe hơn cả mấy con voi mà mẹ vẫn kể ấy chứ. La la la, ta to lớn thế cơ mà, việc gì phải sợ ai? Có mà tất cả phải sợ ta thì có. Mày là voi hả? Cái gì? Tôi bé thế này làm sao mà là voi được? Cậu bị hoang tưởng rồi. Này, cậu có phải là voi không?
Voi á? Không phải, tớ là gấu con. May cho cậu đấy. Cậu mà là voi, tôi đá cho một cái thì bay lên tận trời xanh. Đúng là đồ thần kinh. Này, anh có phải là voi không? Hả? Ý cậu nói đến con vật to lớn oai vệ ấy ư? Tôi cũng ước được là anh ta đấy. Nhìn anh ta thật là hùng dũng. Sức mấy mà anh tán dương nó thế? Liệu nó có to khỏe bằng tôi không? Cái gì cơ? Cậu nhìn lại mình đi. Đến con gián cậu cũng không đạp nổi ấy chứ. Để rồi xem. Thằng này to thế này, chắc là voi đây. Nhưng ăn thua gì? Lúc nãy mình thấy mình ngang ngọn cây kia mà. Này, ta thấy mày cũng to đấy. Mày có phải là voi không? Con vật cõn con này là con gì mà dám ăn nói hỗn hào vậy? Thế mày là đứa nào? Ta là chuột chuỗi, Ai Phong, Lẫm Liệt. Đang đi tìm voi để cho nó biết sức mạnh của ta đây. Đó là kẻ ngồi đáy giếng. À, đồ voi chết tiệt. Cứ đợi đây, ta sẽ quay lại. Miếng mồi ngon. Đói quá, từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng. Ố, con mồi to quá. Khó khăn lắm mới tìm thấy con mồi, khi không lại gặp gã hổ này. Tên sư tử đáng ghét, sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Tôi nhìn thấy con dê này trước, nó phải là của tôi. Còn lâu, tôi nhìn thấy nó trước mới đúng. Biết điều thì mau tránh ra, đừng để tôi nổi nóng. Cậu đấy phải để tôi nói mới đúng. Con dê là của tôi. Của tôi mới đúng, con dê là của tôi. Cậu muốn đánh nhau không? Tôi sợ anh chắc. Cái gì thế? Anh dám đánh lén tôi à? Có anh đánh lén tôi thì có. Anh làm tôi bực rồi đấy. Con dê đâu rồi? Ừ nhỉ, nó chết rồi cơ mà. Trời, lợi dụng lúc chúng ta đánh nhau, con cáo ranh mảnh đã cướp mất con bồi rồi. Mau đuổi theo. Ngon quá đi mất. Con cáo kia, bọn ta đến xử tội mày đi. Xử à? Đuổi kịp ta sao được mà xử. Nào, giỏi thì xử đi. Ôi da, sao tự nhiên bụng đau thế này? À, đau quá, đau. Nó sao thế nhỉ? Trời, nó chết rồi. Hình như nó bị trúng độc chết. Trúng độc? Có phải do ăn thịt con dê kia không? Lúc ấy tôi và anh mãi tranh nhau nên không để ý. Giờ mới thấy con dê tự dưng lăn đùng ra chết giữa đường. Đúng là không bình thường chút nào. Chắc nó bị trúng độc. Cáo ăn thịt nó nên... Con cáo quái quỷ định thừa nước đục thả câu. Thật đáng đời mày lắm. Kết cục của một kẻ cơ hội. Âu cũng là bài học cho hai chúng ta. Từ sau hãy cẩn thận với những thứ không dưng mà có. Giả vờ liêm khiết. Tránh đường cho quan huyện, mau tránh đường. Đây là đường cái quan chứ không phải là sân nhà bà đâu mà nghênh ngang ra thế. Cô muốn ta bắt giải lên huyện đường không hả? Xin anh tha cho. Tôi còn cháu nhỏ, phải buôn bán làm ăn. Ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt dân thường, bậy đâu. Bắt đánh tên kia 20 roi cho ta. Xin quan tha cho con, con trót giải lần đầu. Thôi bà về đi, từ sau không được bán hàng giữa đường giữa xá này nữa nghe chưa? Vâng, đội ơn quan lớn. Ôi, quan phụ mẫu này có vẻ thương dân, thế này dân chúng huyện ta sẽ được nhờ đây. À, có vẻ là một vị quan liêm khiết. Thôi,
Việc không có gì, bà con giải tán về còn làm ăn. Bà biết cách làm việc đấy. Hey, ông mới về vùng này nhậm chức, sắp tới là lễ mừng sinh nhật của ông rồi. Liệu thuộc hạ dân chúng vùng này có biết đường mà đến tặng quà cáp lễ vật không? Hay là ông sai thuộc hạ đưa thiệp mời tới mọi người? Làm gì mà bà cứ ôm sùm thế? Đúng là đàn bà sâu sắc như cơ đựng trầu. Ơ, thế thì phải làm sao? Cứ chờ đấy. Ngày 25 tháng 4 này là sinh nhật của bản quan. Bản quan thông báo để các chức sắc, bà con trong phủ huyện biết, cấm không ai được quà cáp biếu xén gì cả. Vị quan huyện này liêm khiết quá. Ừ, lại còn cẩn thận nữa. Chưa hẳn như bà con nghĩ đâu. Quan cáo thị vậy là ý tại ngôn ngoại cả đấy. Cụ nói vậy nghĩa là sao? Thì đến ngày sinh nhật của quan, bà con cứ đến huyện đường mà xem. Tôi đã dán cáo thị là không nhận lễ vật rồi mà. Xin các vị đưa về hết đi. Tôi nhận được sự yêu mến của các vị, của dân chúng, như thế là quá đủ rồi. Đây là tấm lòng yêu mến của chúng tôi dành cho ngài, chứ không phải của biếu xén gì đâu. Ồ, đúng vậy, toàn là của nhà trồng được. Xin ngài nhận cho. Thôi thì mọi người đã có tấm lòng thì tôi xin nhận, nhưng lần sau đừng làm thế này nữa nha. Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Ừ, ông thật thông thái. May mà các ông nói cho ẩn ý của quan, nếu không tôi thất lễ chết. Nào, nhanh tay lên, đưa vào trong nhà. Bà nó đã thấy chưa, người ta phải có cách chứ. Ngày mùng 1 tháng 6 này là sinh nhật của phu nhân huyện lệnh. Mọi người không nên quà cáp biếu xén. Lại không nhận quà cáp biếu xén? Ừ, đã tham lam còn ra vẻ liêm khiết, chính trực. Đúng là cái đồ đạo đức giả mà. Này, cụ ơi, cụ có kế gì hay? Dạy cho lão một bài học, cho hết ra vẻ đi. Được, được, để đó. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng sinh nhật phu nhân. Bẩm quan, có người giấu tên, xin dân ngài và phu nhân bức thư pháp cổ rất quý à. Ồ, người đó là ai? Sao không mời vào đây? Dạ, vị quan khách đó nói, nhất định phải đọc to dòng chữ trong tấm thư pháp này để dân chúng tung hô chúc mừng ngài và phu nhân ạ. Chà chà, chắc là những lời có cánh đây. Được lắm, được lắm. Ngươi đọc to lên cho mọi người cùng thưởng thức. Sao lâu thế? Nhanh lên chứ. Dạ, dạ, con. Con cái gì? Có thế mà cứ lung ta lung túng, lại muốn ăn đòn hả? Mới đầu. Mới đầu làm sao? Đọc to lên mau. Mới đầu cứ tưởng bồ câu, về sau mới rõ diều hâu vồ gà, đích danh quan huyện đó mà. Hả? Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.